hỏi chị, có chuyện tìm. Trâm Anh, phép thử bây giờ đã thành công rồi đó, có hài lòng rồi chứ hả? Đây cô nhìn đi, chính cô là người làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Chỉ có những đứa ngu dốt mới không biết trong tay mình đang nắm thứ gì cho tới khi dứt bỏ nó đi. Vì vậy cô đừng trách tôi mà làm gì. Chưa bao giờ và không bao giờ anh có ý định phản bội em cả. Đó là sự thật. Hạnh phúc gia đình không phải một sớm một chiều mà có được. Vậy mà có những người không biết trân trọng, đã để những sự việc không đáng có làm tan vỡ hạnh phúc một cách đáng tiếc. Anh sẽ đi. Lần này chắc sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng anh xin em, thỉnh thoảng cho anh được gặp con. Em nhé.